Phim Ngọc Nữ Tâm Kinh 1996, bộ phim là câu chuyện loạn luân khi người cha chồng ngủ với con dâu nhưng không ngờ, nàng dâu lại là một con quỷ có khả năng chuyển đổi cơ thể nam thành nữ, nữ thành nam. Ả đã sát hại bố mẹ chồng trước khi bị cô em chồng hạ thủ. Đây là tác phẩm đầu tiên của Thư Kỳ khi cô vừa từ Đài Loan sang Hồng Kông và được nhà sản xuất Vương Tinh phát hiện, mời đóng cùng Lý Lệ Trân. Ra mắt năm 1996, phim đạt doanh thu kỷ lục lúc bấy giờ với 8 triệu đô Hồng Kông.